2021. Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết đang thống kê điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại khu vực 161 hectare rừng tràm tại ấp T4 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành và làm thiệt hại hàng chục hectare rừng tràm đã khai thác, trồng cỏ năng, cỏ vàng và thảm thực vật bị khô. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút vào ngày 13 tháng 4, tại khu vực trên đã xảy ra một đám cháy tại khu vực rừng đã khai thác. Sau khi phát hiện đám cháy, cán bộ chiến sĩ bộ phận sản xuất trồng xây thuộc sư đoàn bộ binh 330 là đơn vị trực tiếp quản lý khu vực rừng đã tập trung lực lượng tại chỗ và đưa trang thiết bị phòng cháy chữa cháy vào khu vực để chữa cháy rừng. Đồng thời thông báo cho hạt kiểm lâm huyện biết để huy động lực lượng tiếp ứng. Theo hạt kiểm lâm cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã tập trung huy động lực lượng gồm trung đoàn 30, lâm trường 422, ban quản lý rừng Kiên Giang, công an huyện và một số hộ dân địa phương tích cực tham gia chữa cháy. Qua đó đã huy động được 11 máy bơm cùng với lực lượng là 70 người vào chữa cháy rừng. Do thời tiết nắng nóng, thực bì khô nhiều, lửa cháy bốc nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Qua quan sát, diện tích rừng không có bị thiệt hại gì, chủ yếu là cháy diện tích rừng đã khai thác, cháy đồng cỏ năng, cỏ vàng và thảm thực vật bì khô. Theo người dân tại khu vực cháy cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác ngay khu vực cỏ khô dẫn đến cháy lan không khống chế được. Đám cháy đã thiêu rụi hàng chục hectare rừng tràm đã khai thác, đồng cỏ năng, cỏ vàng và thảm thực bị khô, không gây thiệt hại về người. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian gần đây, nhiều địa bàn liên tục xảy ra cháy do sự vô ý của người. Hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho người dân sống ở khu vực có nguy cơ cháy trong mùa khô, cần chú trọng hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, tránh dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.